Hello, xin chào mọi người. Chào mọi người đã quay trở lại với kênh của Bằng Tâm và xem những video về giới thiệu xe cũng như bàn giao xe nha. Hôm nay thì là cái ngày đầu tiên của cái chuyến kỳ nghỉ lễ 2 tháng 9 khá là dài. Bên em cũng đã quay trở lại hoạt động và cũng như là tiếp tục cái công việc là quay xe, review xe và đem đến cho quý anh chị những cái dòng xe chất lượng nhất, những cái kiểu thùng đẹp nhất mà bên em đã cho ra lò để có thể giới thiệu cho quý anh chị tham khảo, cũng như là anh chị nào mà đang có nhu cầu đóng thùng xe thì hãy liên hệ với em qua số Zalo, điện thoại Zalo em sẽ để dưới góc màn hình để chúng ta có thể tiện tham khảo thay đổi, cũng như là có những cái ý kiến về cái cách đóng thùng theo yêu cầu gọi là cá nhân hóa thì hãy liên hệ với em sẽ ngồi lại với khách hàng và cho ra được một cái sản phẩm nó phù hợp nhất ha. Rồi thì đầu tiên trong cái video ngày hôm nay em có hai điều muốn nói với anh chị là em sẽ đem đến hai phân khúc xe chung cái mã số loại nhưng mà khác cái series ha. Đây là cái dòng WK 270 và đây là dòng WK 210 ha, hai WK 270 và 210 đến từ nhà Isuzu và bên em đang đã đóng sẵn 4 xe để giao cho khách hàng và 4 xe này nó có khá là nhiều những cái sự thay đổi về cái kiểu thiết kế thùng cho nên là em sẽ quay cho mọi người xem cũng như là cho mọi người xem những cái kiểu thiết kế thùng mà bên em đang đóng ha. Là cái nhất, cái thứ hai nữa là em sẽ cập nhật luôn cái giá hiện tại thì đối với dòng Isuzu á, nó sẽ có hai điều là nó tăng giá xe thùng tiêu chuẩn. Mình chưa tính thùng hộp sành nha, hộp sành thì không nói đi, nhưng mà nó sẽ tăng giá thùng tiêu chuẩn và nó đang có giảm thuế trước bạ đó, nghe là thấy hay rồi đúng không? Rồi bây giờ từ từ em sẽ giới thiệu kỹ hơn cho mọi người ha. Rồi thì trước mắt chúng ta là cái dòng WK 270, cái sản phẩm đầu tiên. Dòng này thì nó sẽ có hai cái tải là 2,4 tấn và 2,8 tấn, 2,4 tấn và 2,8 tấn, tổng tải của nó sẽ là ngoài 5 tấn nha, như là 5,5 tấn á. Thì con cái dòng này thì nó sẽ không vào thành phố được, tại vì cái tổng tải nó hơn 5 tấn, nó hơi khó. Nếu mà anh chị vào thành phố anh chị sẽ lấy cái dòng là WK 210 nha quý anh chị. Đây WK 270 ha. Con này thì là cái lốc của nó là lốc 2024 nha, lốc 2024. Đây anh chị xem nè, nghe đây nè, lốc 2024 ha. Đó, thiết kế thì diện mạo bên ngoài thì không có thay đổi. Nhưng chủ yếu là khi mà anh chị lấy những dòng Isuzu này về á, nó chỉ có một cái là cái phần đèn gầm dưới đây là anh chị phải độ lên, bỏ thêm tiền để độ lên ha. Đó, chứ nhà máy là không có đèn gầm sẵn nha. Cơ bản là vậy thôi, còn thiết kế của nó là rất là đẹp rồi. Dòng WK các loại series đều là những con xe chạy rất là tiết kiệm nhiên liệu và được rất là nhiều anh em tin dùng. Đó là một cái sự khẳng định chắc chắn luôn. Ngoài ra thì đây là một kiểu thiết kế thùng mà bên em đã đóng xong. Xưởng thống thùng là của anh Mười ha. Đây, xưởng thống thùng của mình, của anh Mười đây, bên chỗ 950 Bình Tân nha quý anh chị. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa mình sẽ nói về cái quy cách thùng. Quy cách thùng con xe này là nó đóng trên cái nền là thùng mui bạc nhôm. Là nó, em sẽ để cái phần mô tả về thông số kỹ thuật xe cụ thể trong cái phần mô tả ở trong video á, để cho anh chị nắm rõ hơn ha. Em chỉ nói sơ qua về kích thước lọt lòng thùng thôi, là nó sẽ dài là 4m360 chiều dài lọt lòng, rộng là 1m850 và cao là 1m890. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, chiều dài bẩn sẽ là 6 tấc 75. Và con xe này đóng trên cái nền là thùng nhôm, nhưng mà nó chỉ gọi là nhấn nhá một số chỗ thôi, nó không đóng full nha. Bạc thì vẫn sẽ được sử dụng là bạc 5 mảnh cài khuy ha, bắn la giả vô chuồng heo. Đây kiểu này là kiểu bắn la giả vào chuồng heo nè quý anh chị. Ngay khúc này là nó có phần la giả ngay đây, anh chị thấy không? Nó cái này gọi là cái la giả phía trong, để mình thay vì anh chị lấy một cái lớp ton hay là anh chị lấy một cái lớp inox, anh chị hàng ngang qua cái phần chuồng heo thì anh chị làm cái la giả như thế này á, thì hàng quá của chị anh chị không có bị rớt ra ha. Đó, nó thay thế nhưng mà nó rất là đẹp. Trụ con này vẫn là ở ngoài sẽ là U10 ha, U10 4 ly, nhưng mà nó sử dụng là trụ sắt. Trụ sắt, lường là lường sắt nha, chứ không phải là lường inox nha. Nhưng mà nó sơn bạc thôi. Trụ sắt, lường sắt. Đó, ở giữa là U12 4 ly, nó sẽ bự hơn một tí. Trụ sắt, lường sắt. Bẩn thì sử dụng là bẩn nhôm. Đó, bẩn nhôm. Cản là cản inox 430. 5 cái bẩn nhôm, tôm khóa tôm bản lề á thì là bằng inox 430 ha. Cái phần đuôi đèn sau đây, mỗi một con xe đều có những cái kiểu thiết kế đuôi đèn rất là đẹp nha. Đại loại như con này là làm kiểu đuôi đèn phản quang nè, anh chị thấy không, đẹp ha. Là cái cản nó sẽ làm bản, cái bản cản nó sẽ bự hơn một tí để có thể vừa hai cái tấm phản quang này, anh chị thích nữa thì có làm thêm một tấm lưới inox nữa. Đèn á thì sẽ làm khung bao đèn bằng sắt, nhưng mà nó sơn bạc lên thì nhìn
cái màu bạc của nó rất là tương tự như cái màu bẩn nhôm, thì nói chung là rất là ok, đẹp, chấp nhận chịu. Cái phần miếng inox ngay đây nè, thì dập lá me chấn vô để che cái đèn lại, và cái khoang ngay đây thì bằng inox ha, có thêm hai cái đèn, cơ bản là như vậy. Và tính ra cái thùng này là phát sinh cũng không nhiêu tiền, tầm em tính nhẩm rơi vào tầm gần 30. Để em coi là cái bẩn nhôm nha, cái bẩn nhôm, để coi bẩn nhôm tôm lại thì nó cũng phải tầm 30 đi, nhưng mà chưa biết là cái sàn con này là sàn gì thôi. Nếu mà có cái sàn thì có thể thêm một tí tiền nữa. Đây, mở cho anh chị xem cái dướng. Rồi sàn inox. Ủa, con này là đâu phải sàn, không phải sàn inox. Con này là sàn sắt trắng kẽm nhưng mà dập sóng, thêm tiền. Sàn sắt trắng kẽm nhưng mà dập sóng, chứ không phải là sàn inox nha. Sàn sắt trắng kẽm thì dập sóng lên thì nó vẫn là 1,5 ly. Sàn sắt trắng kẽm đó, đây nè, cái này là sắt mà, đâu phải inox đâu. Chỉ có cái khúc cái phần con lươn này, cái con lươn ở phía trong này nè, cái máng nước á, cái bằng máng nước ở trong á, là nó đục lỗ thì nó được làm bằng inox ha. Rồi ở đây thì nó chấn, nó đập lên một tí, nó bè lên đó. Em cũng chưa hiểu cái kiểu thiết kế này lắm, nhưng mà vẫn đẹp. Còn cái mục đích thì của nó thì chắc thể là khi nào mà giao xe chiếc này em sẽ hỏi chủ xe cái mục đích thiết kế cái kiểu máng này. Còn anh chị nào mà hiểu thì có thể để là bình luận giùm em nha. Với sao cabin thì nó vẫn là bằng inox lá me nha, đó, 6 gem. Ở ngoài thì inox dập sóng 6 gem đó. Ở trong thì là chuồng heo này kia, thì nói chung là nó làm thiết kế theo kiểu là kèo dây bẹ ha, dây bẹ. Và cái khung trên đó thì nó thay vì là nó xài kèo con thì nó tận dụng cái chiều cao của cái kèo con, là nó làm thêm một cái thanh vuông nữa, vuông 4 nữa, để nó căng ra như bạc Đà Lạt á, như kiểu hùng Đà Lạt á. Và ở giữa là chúng ta có mấy cái kèo 65 á, kiểu vậy ha. Tính ra là cái thùng này nó phát sinh thêm từ cái thùng tiêu chuẩn lên khoảng tầm 30 thì anh chị có thể thấy đây là một cái kiểu cảng nè. Cảng này là cảng hai thanh chấn nè, thấy không, cảng hai thanh chấn. Còn bên đây nó sẽ là cảng hai thanh nhưng mà nó bọc đầu composite. Nếu mà cảng hai thanh chấn nó sẽ cái bản cảng nó sẽ bự hơn, còn mà cảng bọc composite thì cái bản cảng nó sẽ nhỏ hơn xíu để vừa với cái thanh composite như thế này. Kiểu này thì lườn này, lườn con này là lườn bằng inox nha, lườn inox chấn, lườn tôm lời là bằng inox chấn 430, nó không có chữ 304 thì nó chắc chắn nó sẽ là 430 rồi. Và trụ thì chỉ là trụ sắt không thay đổi, quan trọng là cái phần sàn thôi đó. Thì cái này thì nó sẽ nhỉnh hơn xíu nữa, chắc phải vào tầm 35 nếu mà không tính sàn, tại vì sàn thì mở ra mở vô nó hơi khó, tùy nhu cầu thôi, có thể sàn phẳng hoặc là sàn dập sóng hoặc là sàn lá me này kia tùy loại. Còn thiết kế phần đuôi sau nè, anh chị thấy không, một cái kiểu thiết kế cản đuôi sau cũng rất là đẹp nha. Đây quay cận cảnh nè, con xe này á, là nó cản theo kiểu cản 6 đèn, khung bao đèn bằng inox, cái cản bằng inox luôn. Và ở cái phần thanh cản thì nó có bốn đèn cản ha, hai đèn tròn, rất là đẹp. Cái kiểu này thì cái kiểu này cũng rất là hợp lý, chịu. Cái dòng WK 210 này thì nó ra cái tải là 1,9 tấn với 2,2 tấn nha, 2,2 tấn. Và thành phố tổng tải của nó sẽ là 4,995 tấn. Giờ thành phố vô tư đó, một kiểu thiết kế khá là đẹp đến từ nhà Isuzu ha. Đó, mình cứ xem qua một lượt đi rồi em sẽ nói thêm một xíu vấn đề xe cộ. Đây, con này thì nó giống với cái con 210 bên kia ha, cái con này thì giống với con 210 bên kia, cũng là cản composite, lường tôm lề bằng inox. Bẩn thì sẽ là bẩn nhôm. Con này hồi nãy em có mở ra cho mọi người xem, mở ra em coi thử rồi. Con này là xài là sàn inox phẳng. Đây. Đây, con này là xài sàn inox phẳng nha quý anh chị. Sàn inox phẳng. Inox này inox là inox 430. Phẳng, và nó hàng 4 miếng ghép vào nhau, phẳng trơn luôn, không đục lỗ nha. Cái vít sau cabin thì bằng tôn kẽm, ở phía trước á, thì nó sẽ là bằng inox dập sóng. Phần chuồng heo á, thì nó sẽ là kết hợp của vuông 4 với lại
trụ thì vẫn là trụ sắt, kèo sẽ là kèo kẽm bình thường, không xài kèo bạc Đà Lạt, không xài kèo Đà Lạt nha. Nó cái này là khách hàng muốn rút rút từng kèo nhu cầu thôi, cái này gọi là nhu cầu thôi. Để em bấm giá còn lại thử xem. 15 với 20. Cái này Rock and Roll vào tầm cái sàn này từ 35, tầm 35 triệu so với thùng tiêu chuẩn. Phát sinh khoảng tầm 35 triệu so với cái thùng tiêu chuẩn ha. Rồi, đó. Và cuối cùng là một em WK 210 nữa, cũng đóng trên cái nền là thùng nhôm luôn. Nhưng mà cái nền thùng nhôm này cản composite, nhưng mà lường thì nó lại là lường inox. Lường inox và trụ là trụ inox. Trụ inox nha. Đó. Thấy không? Bốn con xe, bốn kiểu thiết kế thùng khác nhau hoàn toàn luôn. Tùy nhu cầu mỗi người thôi. Thì chúng ta sẽ có cho mình nhiều kiểu thiết kế thùng nó phù hợp. Thì nãy em có bấm giá từng con xương xương cho mọi người nắm xương xương rồi đó. Còn bây giờ nếu mà anh chị muốn đóng một cái thùng WK 210 hay là WK 270 tiêu chuẩn, em nói thùng tiêu chuẩn nha, thùng mua bạc trước đây, còn mấy thùng khác thì anh chị có nhu cầu thì anh chị báo em thêm và em sẽ bấm giá riêng. Đối với cái thùng tiêu chuẩn hiện tại nó sẽ có hai vấn đề. Thứ nhất là cái phần giá xe hiện tại nó đã có tăng, nhà máy đã có tăng thêm, hiện tại nó đang ở mức giá là từ 580 đến 585 ha, 580 đến 585 là xe thùng tiêu chuẩn chưa giấy tờ nha. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là khi mà anh chị mua xe hiện tại nó đã được áp dụng thuế trước bạ 1%, có nghĩa là giảm được 50 thì cái giá trị thuế trước bạ nó sẽ giảm xuống một xíu, thì nó lăn, nếu mà anh chị lấy thùng tiêu chuẩn nó lăn bánh, nó lăn quanh rơi vào tầm là mấy cái thùng này thì rơi vào tầm là trên dưới 600 là lăn bánh được, trên dưới 600 nha. Gọi là trên nhau vài triệu thôi, loanh quanh cỡ đó là chúng ta lăn bánh được với đối với cái thùng tiêu chuẩn. Còn mấy cái thùng option như thế này thì anh chị cộng thêm chi phí vật tư, anh chị muốn lên inox cái nào thì chúng ta cộng thêm chất liệu ở đó, muốn lên nhôm chỗ nào thì chúng ta cộng thêm chất liệu ở đó, kiểu vậy đó. Thì mấy em xe này thì anh chị trả trước cho em tầm 120-130 đi, 120-130 là lấy được xe rồi. Nếu mà chúng ta vay ở mức độ là 80%, còn mà anh chị vay tầm 75 á thì tầm 150 quay đầu ha. Còn ngon nữa thì hai sĩ quay đầu thì càng tốt, nhiều ngân hàng hơn, nhiều sự lựa chọn hơn, lãi chúng ta có thể thấp hơn đó. Nói chung là sẽ phù hợp vào số tiền của anh chị và cái dòng tiền anh chị nó nhiều á thì chúng ta sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn. Còn dòng tiền của anh chị nó hơi kén xíu á thì chúng ta sẽ có vẫn có những đại ngân hàng hỗ trợ vay, nhưng mà nó phải bắt buộc về chứng minh thu nhập, chứng minh nguồn thu, hoặc là nó sẽ có một số điều kiện kèm theo. Cái đó em sẽ tư vấn theo yêu cầu, theo cái khoản thu nhập mà hiện chị bỏ ra ha. Rồi, đó là những gì mà em muốn cập nhật trong video ngày hôm nay. Nó khá là dài nhưng mà hy vọng là nó sẽ đem lại cho quý anh chị một xíu thông tin bổ ích về vấn đề giá xe cũng như là chi phí giảm thuế và quy cách đóng thùng xe theo yêu cầu ha. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem hết video của em ngày hôm nay nha. Chúc mọi người đầu tuần nhiều cái sự may mắn, công việc làm ăn thuận lợi và sẽ có thêm được nhiều mẫu thiết kế thùng phù hợp với cái ý kiến của mình. Đây là một video tham khảo. Chúc mọi người nhiều năng lượng. Chào mọi người nha.